Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Có là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6, em đi đầu máy 15 con nha các bác. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc ạ. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vào cái thức cơm. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc, và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay có những con đến từ những thương hiệu như Maruyama, Robin, Mitsubishi và một con Honda nha. Và đến từ 4 thương hiệu và công suất từ 20cc cho tới 33cc nha các bác. Đó, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền, các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất nha. Bác nào chưa thích con nào lâu nay, chưa đúng cái con hãng mình chọn, hoặc là chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và hôm nay lô chữ H ngày mùng 5 tháng 6 nha các bác. Em sẽ điểm sơ từng con một để cho các bác lựa chọn nha. Và hôm nay chỉ có một con Honda GX25 thôi ạ, có một con. Và Mitsubishi TL33, đây là một trong những thương hiệu là các bác săn đón nhiều nhất đây. Và Mitsubishi TL261, một con Maruyama 26cc xuất sắc nha các bác. Mitsubishi TL23, TL26, một con Mitsubishi TBE do Ryobi phân phối, một con Robin 25cc, Maruyama 23, Mitsubishi TL23. Vâng, hôm nay có 4 con Maruyama 23 nhá, ở phiên bản khác nhau. Một con Robin cũng 23cc. Và hôm nay chỉ có một con số 1 đầu tiên đây là 20cc nha các bác. Và trước khi review từng con một như mọi khi, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc trong ngày không sử dụng, mình ấn nút bơm xăng ạ. Tất cả những con mà bình xăng dưới này, các bác đều phải ấn nút bơm xăng hết. Rồi xăng bây giờ mình bấm bơm xăng rồi. Thì bây giờ mình phải đóng cái le lên ạ. Thì gạt cái le lên, tùy theo từng cái le nhá. Le bên tay phải các bác gạt lên, khi nào nổ thả xuống. Những con bên tay trái như con Maruyama này thì nằm ngược lại nhá, bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi, nhấc lên. Rồi giật nổ. Chỉ lúc sáng ra hết xong hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình sử dụng bơm xăng đóng le nha. Còn khi nó nổ như bây giờ ấy ạ, nó nổ rồi thì các bác không cần phải bơm xăng, không cần đóng le nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1:20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng nha các bác. Bên cửa hàng em cũng có bán nhớt để phục vụ các bác. Đó, một chai nhớt như vậy này là 100.000 đồng nha. Đó, các bác có thể yêu cầu mua thêm nhớt hoặc là yêu cầu thêm cái gì thì các bác chịu khó nhắn vào tin nhắn giúp em nha. Tại vì một ngày đi mấy chục đơn hàng cơ, các bác nhắn như thế vậy thì cái nhân viên nhà em đóng hàng nó khỏi phải quên ạ. Và H1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama nhá. Cái con này công suất cỡ nhỏ 20cc, lòng 30 ly, đẹp xuất sắc cho các bác. Sử dụng chế Guamoro, chế một kim, chế rin cho các bác. Tum rời tum nhôm nhá. Những cái dòng này thì các bác thứ nhất là vừa túi tiền, thứ hai là các bác muốn gắn vào máy xịt thuốc ấy ạ, đeo vai ấy ạ. Đó thì các bác có thể chọn lựa những cái thương hiệu tum rời nhá. Vâng, tum rời tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi. Và với thương hiệu này sẽ bán giá là 1.300.000 đồng nha các bác. 1.300.000 đồng. Giá này đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, để các bác thích một con công suất nhỉnh hơn một chút và giá tiền vẫn vậy thì các bác có thể chọn con H2 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin LB232, 23cc, lòng của nó là 33 ly nha các bác. Với cái con này này, cái phân khúc này, giá tiền này thì con này là bậc đầu nha. Đó, sử dụng rất ok và tua của nó rất nhanh nha. Các bác có thể gặt lúa hay là cắt gốc rạ. Mà muốn mua một con máy mà túi tiền vừa phải ấy, các bác cứ chọn con H2 này cho em. Đó, nó đang sử dụng chế Guamoro một kim, tum liền tum nhôm nha. Độ đẹp của nó thì hệ xuất sắc rồi. Rin nguyên bản hết cho các bác con này. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.300.000 đồng nha các bác. 1.300.000 đồng. H2 ngày hôm nay Robin 23cc, lòng 33 ly ạ.
cái con này tua nó nhanh, tiếng máy của nó nghe rất vút như các bác. H2 1.300.000 đồng. Vâng, để các bác sở hữu những con đời cao mà túi tiền vừa phải, các bác cứ chọn Marujangma này. Đó, cái yếu tố của nó là 23C, nó thiết kế nhỏ nhẹ gọn gàng nhá, tiết kiệm xăng và dễ sử dụng. Đồ thay tháo thì các bác đã biết đấy, hầu như kênh nào người ta cũng Marujangma. Đây là đồ thay tháo sau này nó rất dễ nhá. Vâng, H3 là một con Marujangma 23cc lòng 32 ly. Độ đẹp của nó thực hệ xuất sắc, rin nguyên bản cho các bác. Nó có trục giật trợ lực bằng lò xo nhá, giật rất nhẹ nhàng. Chế quang rô, chế một kim tum liền, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi. Và với thương hiệu này nó sẽ bán giá là 1.450.000 đồng H3 ngày hôm nay nhá. Đó, rất đẹp ạ. Bì xăng rin trắng tinh. Nút có nổ rồi ấy, thì các bác chỉ cần khẩy nhẹ cái nó nổ thôi. Còn sáng ra hoặc nông này không sử dụng ấy ạ, ít nhất các bác phải giật tầm khoảng 3 đến 4 cái nha. Tại vì cũng có bác gọi điện mua máy ạ. Các bác bảo bây giờ phải về nhà giật một phát một mới nổ thì tôi mới lấy máy. Vâng, lúc em gửi cho các bác thì nó cũng tầm 5 đến 7 ngày. Một phát một em khẳng định với các bác không bao giờ nổ được. Đó, ít nhất bơm xăng đóng ne lên nó tầm 3 phát đầu tiên. Đó, và khi nó nổ rồi em dám khẳng định với bác ạ. Các bác ạ, đó, nó nổ rồi thì nhẹ cái nó nổ thì ạ. Đó. Còn mấy giờ xăng nó xuống nó chưa lên mà đòi một phát một nó nổ ngay thì em chịu, không có máy nào đâu nha các bác. Vâng, H4 ngày hôm nay, một con Marujangma phiên bản khác nha. Vâng, với bác nào thích một con máy nhẹ nhàng, đó, công suất cỡ trung bình, làm công việc gia đình, có trục giật trợ lực, tum rời, có thể mắn xịt thuốc, các bác chọn con H4 nha. BC23M, 23cc lòng 32 ly, phiên bản trục giật trợ lực, kéo lên thả xuống là nổ nha. Chế Guamoro, chế một kim tung rời tung nhôm nha, đẹp xuất sắc. Công tác lên là bật, xuống là tắt, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ đi. Và với thương hiệu này nó sẽ bán giá là 1.600.000 đồng nha. Đó, nó tung rời tung nhôm này, trục giật trợ lực nên nó có nhỉnh hơn một chút nha các bác. Kéo lên thả xuống là nổ. Sáng ra hoặc là một lúc sau ấy, nó phúng xăng thì các bác phải giật 3 cái như vậy. Còn lúc có nổ rồi ạ. Đó, các bác chỉ cần nhẹ nhàng này. Thả xuống. Đó, rất nhẹ nổ nha. 1.600.000 đồng H4 nha các bác. Vâng, H5, một con Marujangma đời MB nha. Và cái đời này thì nó rất gắt máy nha, tua nó nhanh hơn những cái đời khác và thiết kế nhỏ gọn nha, nó như một con 20cc vậy. Các bác thích một con 23cc lòng 32 ly. Đó, mà nhỏ nhẹ gọn gàng nhất ấy ạ. Các bác có thể chọn con H5 này ngày hôm nay nha. Chế Guamoro, chế một kim. Độ đẹp của nó thực hệ xuất sắc nha các bác, không có điểm chê đâu ạ. Tum rời, tum nhôm, những cái tum dòng tum có thể gắn máy xịt thuốc. Con này đang sử dụng tay một nha, ga ở đây. Đó, bác nào mà thích nhỏ nhẹ gọn gàng các bác cứ để ra này. Còn các bác nào mà chốt máy này mà thích lên tay đôi ấy ạ thì em sẽ lên cho nha. Giá tiền vẫn vậy. Đó, đầu bò chắn cỏ đi. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.550.000 đồng H5 ngày hôm nay nha. Một con Marujangma MB23 23cc lòng 32 ly, đẹp xuất sắc ạ. Câu nói bé mà có võ nha các bác. Đó, các bác có thể xem này, cái phiên bản 23cc của thằng này, 23cc thằng này. Đó, con này sẽ nhỏ gọn, nhẹ nhàng hơn nhá. Đó, các bác có thể so sánh đây, 23cc này, 23cc này, tay ông này nhỏ gọn, nhẹ nhàng nhá. Mới tiếp tục giới thiệu cho các bác con số H6 ngày hôm nay, một con hàng hệ. Các bác thích một con hàng hệ, hàng có thương hiệu, các bác có thể chọn H6 ngày hôm nay. Mitsubishi TB23 23cc lòng 32 ly. Với phiên bản này có trục giật trợ lực bằng lò xo này, chế Guamoro 2 kim này, tum điền này. Đó, rất đẹp. Lốc máy dập Made in Japan dập nổi nha. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.600.000 đồng
H6 ngày hôm nay nhá. Một con Mitsubishi TB 23 23cc lòng 32 lì ạ. Bơm xăng lên. Vâng, H6 ngày hôm nay 1.600.000 đồng nha. Đó, nó có nổ rồi. Lúc bắt đầu khởi động thì nó bằng lấy phát. Còn nó có nổ rồi ạ. Nhẹ nó nổ thôi ạ. Đó, nhích phát nó nổ thôi. Vâng, H7 là một con cũng đến từ thương hiệu Maruyama nữa ạ. 23cc đời JC nha. Đây là một trong những phiên bản gần như là cao nhất của dòng Maruyama. 23cc lòng 32 ly. Có trục giật trợ lực bằng lò xo. Chế qua màu rồ 1 kim. Tùm liền. Tay ga giữ. Đầu bò, rim. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.450.000 đồng H7 ngày hôm nay nha. Một con Maruyama đẹp xuất sắc ạ. Con mà có trục giật trợ lực bằng lò xo nha, giật rất sướng nha và nó sẽ đỡ hỏng cót hơn những con trục giật trợ lực bằng cót nha các bác. H7 1.450.000 đồng ạ. Vâng, các bác thích một con vừa túi tiền, phân khúc 25cc lòng 34 ly. Các bác có thể chọn con H8 ngày hôm nay nha, đến từ thương hiệu Robin. LB255, 25cc lòng của nó là 34 ly. Với cái phiên bản này ạ, chế Guamoro, chế rim, chế một kim. Tum rời tum nhôm nha. Đó, tay ga giữ. Đầu bò ngược chống quấn cỏ. Và với thương hiệu này thì nó vẫn vừa túi tiền nha. Nó chỉ có giá là 1.550.000 đồng H8 ngày hôm nay nha. Một con Robin. Và những cái đời này thiết kế rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng nha. Các bác lưu ý 34 lòng 34. Nhưng mà đây là một trong những con lòng 34 ấy, thiết kế nhỏ nhẹ gọn gàng nhất. Nó như kiểu cái con mà 23cc lòng 32 ly, con MB kia, con số H5 ấy. Đó, còn H8 này cũng vậy ạ. Thiết kế rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng nha. H8 giá 1.550.000 đồng nha các bác. Và các bác thích sở hữu một con đời cao nhất của dòng Mitsubishi, các bác có thể chọn con H9 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TBE 27cc lòng 34 ly nha. Đó, do tập đoàn Ryobi phân phối ạ. Tập đoàn Ryobi là cái tập đoàn chuyên phân phối máy rồi ạ. Nó chả sản xuất máy đâu. Nó chuyên phân phối máy cho, ví dụ cho Mitsubishi này. Đó, cho Zenwatt Komatsu này. Đó, nó hợp đồng với lại những cái ông mà thương hiệu cao. Đó, đặt hàng về để nó bán nha các bác. Với những cái phiên bản đời cao này, nó có trục giật trợ lực bằng lò xo nha. Chế hai họng xăng. Đó, tum liên. Động máy dập Made in Japan, dập nổi nha. Vâng, với những con đời cao của Mitsubishi ạ, tay ga hộp xịn sò nha các bác. Đó, tay ga hộp rất xịn sò. Đây là một trong những con tay ga nó xịn sò nhất đấy ạ. Mitsubishi 270. Đầu bò ngược chống quấn cỏ, cái gì cũng xịn sò hết nha các bác. Nên nguyên bản hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.050.000 đồng nha các bác. H9 ngày hôm nay. Đó, đẹp xuất sắc nha các bác. Không có điểm chê đâu ạ. Với những cái thương hiệu này đời cao ấy, nó có ngày tháng sản xuất nha. Và để các bác muốn phân biệt cái hàng chính hãng ấy, các bác cứ lấy cái điện thoại đời cao này, các bác để chế độ chụp hình nha, các bác cứ soi như vậy một lúc này, nó tự khắc nó hiện lên ngày sản xuất, rồi năm sản xuất, hãng máy sản xuất nha. Nó có cả số điện thoại vào nhà sản xuất luôn đấy ạ. Đó, TB27, con này sản xuất tháng 2017 nha các bác. Vâng, H9 2.050.000 đồng ạ. H10 ngày hôm nay, một con Mitsubishi TL26 nha các bác, 26cc lòng 33 ly, phiên bản chế Guamoro, chế 2 kim, tum rời tum nhôm nha.
Vâng, với tình trạng con này thì rin nguyên bản hết ạ. Chỉ có cái bình xăng lớn thì đã thay thôi. Còn tất cả rin nguyên bản hết. Độ đẹp của nó thực hệ xuất sắc này. Không có điểm chê đâu ạ. Đó, có mất tí tum này nó hơi chầy chầy tí ạ. Em đoán là chắc không ảnh hưởng đến máy đâu ạ. Rất đẹp nha các bác. Đó, tay ga giữ. Đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Và với thương hiệu này, em sẽ bán giá là 2.300.000 đồng. H10 ngày hôm nay nha. Một con Mitsubishi TL26cc, lòng 33 ly ạ. Con này hơi hãm còn rất chắc nha. Thợ nhà em giật tụt cả tay. Rất chắc, rất ok. Vâng, H10 giá 2.300.000 đồng ạ. Vâng, để mà vừa túi tiền hơn, các bác thích mua một con chuốt vừa vừa túi tiền đấy ạ, để gặt lúa hay cắt gốc rạ ạ. Đó, các bác mua những con TL23 này. Đó, nó làm được cho các bác những cái công việc đó rồi nhá. Đó, tại vì nó cái những con TL23 hoặc TL26 ạ, cái độ tua của nó rất nhanh. Đó, phù hợp với những các bác nào cắt những cái cây mà thân to ạ, ví dụ cây ngô hoặc là gặt lúa hay là cái gì đấy, các bác nên những chọn những con tua nhanh nhá. Đó, còn bác nào mà phát cước ấy thì tua nhanh tua chậm đều được hết nhá. Vâng, H11 là một con Mitsubishi TL23 23cc, lòng 31 ly với phiên bản chế Wamro, chế 2 kim. Tum rời, tum nhựa. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng. H11 ngày hôm nay nha. Một con TL23 đẹp xuất sắc ạ. Vâng, H11, 1.700.000 đồng ạ. Vâng, các bác thích sở hữu một con máy vừa đẹp về hình thức bên ngoài và tốt về hình thức bên trong và túi tiền cũng phải chăng ấy ạ. Các bác có thể chọn con H12 ngày hôm nay nha. Đến từ thương hiệu Marujangma MB265. Hơi mờ mờ tí ạ, nhưng cái cần của nó có MB265 nha. Với phiên bản 265 này này thì nó có trục giật trợ lực bằng cót nhỏ nha. Chế Wamro, chế 2 kim. Đó, đẹp xuất sắc. Nóc máy dập made in Japan, dập nổi, số khung máy này. Đó, tum rời, tum nhôm, những dòng tum có thể gắn máy xịt thuốc nha. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2 triệu nha các bác. H12 ngày hôm nay, một con Marujangma 265 26cc, lòng 34 ly, trục giật trợ lực, chế 2 kim ạ. Con này mỗi cái bình xăng lớn là thay thôi nha các bác. Còn tất cả rin nguyên bản hết cho các bác. Bao rin hết cho các bác. Trừ cái bình xăng lớn này ra thôi ạ. Vâng, H12 giá 2 triệu nha các bác. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác con số H13 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261. Vâng, với tình trạng con này thì cũng rin nguyên bản hết cho các bác nha. Bình xăng lớn rin, chế Wamro, 2 kim, trục giật thương, tum rời, tum nhôm. Vâng, rất đẹp ạ. Tay ga giữ, đầu bò rin cho cô bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.500.000 đồng nha. Cho con H13 ngày hôm nay, Mitsubishi TL261 26cc, lòng 33 ly ạ. Con này còn rất chắc nha các bác. 2.500.000 đồng. H13. Và con H14, một con gần như là nó cũng thực hiện nói là hàng nóng đấy ạ. Con này đẹp xuất sắc nha. Con này bao cho các bác rin nguyên bản hết cho các bác. Đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc, lòng của nó là 36 ly nha các bác. Đó, từ cái bình xăng lớn còn rin này. Đó, trắng tinh luôn. Con này còn rất đẹp nha các bác. Đó, chế Wamro, chế 2 kim, chế rin. Tóm lại là con này rin hết nha, không có một con gì lô đâu ạ. Từ con ốc rin luôn ạ. Lốc máy dập mấy đi Japan dập nổi. Đó, từ cái nước sơn của nó vẫn còn rin này. Mà nó còn đẹp như thế này đấy các bác ạ.
rất đẹp ạ. Số series TL33, số series 085843. Nó đang sử dụng bộ côn lớn nha, bố lớn, bố 330, cần ống cần 26, ti vuông. Đó, tay cùng cần to hết nha các bác. Đầu bò riêng cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 3.500.000 đồng. Đó, rất đắt nha, phiệt rất đắt. Mà đắt cũng chẳng có hàng này mà bán đâu ạ. Cái con TL33 ở cái lô trước nữa ạ, có bác giả em 3 triệu bán không? Các bác, vâng, nói thật với các bác như ở một số video em nói rồi ạ, ăn mặn nó quen rồi, đó, ăn nhạt quá nó không chịu được. Đó, các bác có thể mua được rất nhiều con TL33 ở những chỗ khác nha, người ta bán tầm khoảng 1.4-1.5 triệu nha, đấy là những chỗ ăn nhạt. Còn nói thật với các bác em mặn quen rồi, 3.500.000 đồng, Mitsubishi TL33 nha các bác. Thấy thợ thì em giật mà hơi nó chắc, giật tay lại đấy các bác ạ, cực kỳ ok nha. Vâng, H14 giá 3.500.000 đồng ạ. Vâng, từ H1 đến H14 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt, và hôm nay chỉ có một con 4 thì thôi ạ, xăng riêng nhớt riêng, đến từ thương hiệu Honda. Honda GX 25cc lòng 35 ly nha các bác. Đó, với những thương hiệu Honda này á, lốc máy có chữ Honda dập nổi nha, tum rời tum nhôm. Đó, rất đẹp nha các bác. Và cái con này sử dụng tay ga hộp xịn sò nha, đầu bò ngực chống cuốn cỏ. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.850.000 đồng cho thương hiệu Honda. Honda GX 25cc lòng 35 ly ạ. Rất êm nha. Ở đây là cái chữ này của cái ông mua máy ông viết vào thôi ạ, chứ còn hãng Honda nó không có chữ này đâu. Đó, cái chữ này có ông ấy, này cái bút tẩy, bút xóa ấy, ông vẽ vào vậy nha, chữ Nhật nha. Vâng, H15 giá 2.850.000 đồng ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 15 con. Em xin nhắc lại giá em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa thích con nào này, chưa đúng cái hãng thương hiệu mình mua, hoặc là chưa tới thời gian mua, hoặc là chút chậm chút hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.